Shop nhao.vn Acli Quân giá rẻ chất lượng uy tín tự động, đền bù 100% đối với tài khoản sai hoặc lỗi, uy tín chất lượng giao dịch hoàn toàn tự động chỉ có tại shopbanhao.vn. shopbanhao.vn. Ok, chào tất cả mọi người nha. Các bạn ơi, các bạn ơi. Mình làm clip về vị tướng Nagus nè. Trời ơi, cái trang phục đẹp quá các bạn ơi. Trời ơi, chờ đợi mãi cuối cùng cũng được cầm trong tay đi đánh nhạc. Cảm giác nó thiệt là sung, cả nhà mà sướng đó mà. Có không bạn nào có sở hữu được cái trang phục quán quân FMVP này chưa? Có chưa nè? Nếu mà chưa có thì sớm sở hữu đi nha. Chứ mình có ở đây. Ui dồi ôi, đẹp quá các bạn ơi. Vì cái lý do trang phục mới quá đẹp ra mắt, vì thế nên có lẽ sẽ trong những ngày tới đây các bạn sẽ được xem rất là nhiều những clip về vị tướng Nagus với trang phục quán quân để cho các bạn gọi là thèm chơi. Bạn nào không có cho mấy bạn ấy thèm, còn bạn nào có rồi thì mình mua cho các bạn ấy học theo vào muối chơi muối bời ha. Hợp lý không? Hợp lý quá đi chứ đùa. Yo. Trận đầu tiên các bạn. Trận đầu tiên test về trang phục người luôn. Ôi giời, ôi nhìn nó đẹp vậy. Giời. Màu vàng đây. Vàng đỏ nha các bạn. Trời ơi chất lư, chất như cu tư luôn. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi. Trời ơi nhìn này, trời ơi chém cái này. Ôi giời ơi. Thì quá. Với giá gọi là 199 quân huy thì bạn nào mà không sở hữu trang phục này sau này đừng hối hận nhá. Rẻ beo như con mèo thế cơ mà. Không phải răng bừa đâu. Còn chưa, các bạn thấy quái chưa? Ôi. Vì cái lý do mà trang phục nó đẹp quá. Sau khi mà mình test thử thì mình thấy nó quá là khuê rồi các bạn. Chắc có lẽ mình sẽ làm thêm vài clip về vị tướng Nagus, mình sẽ update vào mỗi ngày một cái nha. Các bạn nào đồng ý thì comment cho mình biết với. Còn nếu các bạn nào không đồng ý thì comment cho mình biết với nha. Hợp lý không? Nếu mà thấy hợp lý thì comment hợp lý. Còn nếu không hợp lý thì comment không hợp lý. Ê, đừng có quánh support tôi nha. Tôi tới đây. Đậu xanh. Chạy đâu? Ổn. Ôi giời. Quá tầm rồi. Em ơi xa tầm với. Nhưng mà đồng đội mình nó vẫn chơi các bạn ạ. Chứ không có tới lượt mình chơi đâu. Mình mặc dù mình lướt cái chiêu 2 hơi lỗi xíu. Căn bản là mình bị tưởng nghĩ vào vị tướng Campini các bạn nó sẽ chạy cơ. Nó chạy qua bên này cơ. Ai ngờ đâu bạn ấy mắc vào trong cái bức gọi là tường của ngăn con rồng các bạn ạ. Ui giời ơi. Nó lạc lối đến mức độ đấy thì em cũng chịu. Chịu thật rồi, không thể nào đỡ được rồi. Các bạn đang xem clip của mình hãy đăng ký kênh và like ủng hộ giúp mình với nhá. Các bạn cho mình xin một lượt đăng ký kênh, like lấy gọi là đề xuất chơi cái nào. Ơ làm gì mà căng? Chỗ chiều cuối nó chém. Phê quá. Ủa nhất là chiêu 1 khi mà nó rộng xuống các bạn nhìn cái đầu, trời ơi nó đẹp. Nó vàng chói luôn. Ánh sáng chói lòa trong màn đêm. Oh yeah. Bóng đen của sân nó ra nó hất tung này bạn ơi. Chơi. Kéo vào. Trời ơi, kéo muộn thế. Mình hất tung như vậy là để cho bạn kéo đấy. Mình nói thật một câu là vị tướng correct cho mình luôn. Mình gọi là hất tung như vậy là để cho bạn ấy kéo đấy mà cuối cùng bạn ấy không chịu kéo các bạn ạ. Trời nó chạy đi vào trong nhà thế kéo làm gì nữa. Muộn rồi anh ơi. Ui thủ rài quá. Đá hay vậy. Ui đá búp. Rồi xong ngỗ khỉ nó đập cho quýu cuồng cua rồi. Với cái số lượng máu như thế làm sao mà đỡ được. Mà bé ma lốc chắc cũng đi luôn quá. Ui giời số lượng máu như thế này mà mình chạy ra mình cứu bạn ấy thì thôi. Người ta gọi là nếu biết chết mà vẫn lao đầu vào, đấy người ta gọi là ngu người. Còn nếu bạn ấy có khả năng sống sót mình bay vào mình cứu thì cũng chẳng sao đâu. Mình vẫn sẵn sàng gọi là nếu mà mình sống mà bạn ấy gọi là mình chết mà bạn ấy sống thì mình cũng. Ủa anh ơi đừng ăn quái của em anh ơi. Cả nguồn sống của em cũng chốc thu bé bằng vào con quái bé téo téo này thôi. Anh ấy nhau là anh ăn quái của em thế em sống làm sao được không. Ồ quá cơ các bạn ạ. Trời kỳ lắm. Đừng. Đúng rồi. Chơi là phải giống như teo này này. Quánh nó luôn. Kéo gì hụt lơ vậy. Lên trời. Ui giời ơi lên trời. Mà cuối cùng mình phải chạy các bạn ạ. Người chạy là mình ui ra đá kia đi. Băng chủ các thứ kiểu con là điều luôn à. Ui giời ơi. Kinh gớm nha. Gớm mặt thiệt đi chứ. Ôi giời. Không có phải dạng vừa đâu nha. Ai à. Chết nhờ. Chết nhắc rồi nhờ. Căng quá nhờ. Con hàng. Kéo vào. Ui dù ui kéo chuẩn đê mà điêu chung ngay các bạn ạ. Ai da. Xơi dòng. Quý con dòng đi. Trời ơi, đợi chờ cái trang phục này nó ra lâu lắm rồi đấy các bạn.
Trời ơi, bao nhiêu trang phục của những vị tướng khác thì mình khoái mỗi cái đấy. Lên trời nè, chạy đâu? Ôi trời ơi, ủa sao mình bấm cho một phát đấy lại không ăn nhỉ? Ôi tay mình phải nhanh hơn não luôn đấy các bạn. Gọi đánh theo đúng cái kiểu gọi là lướt cái bật chiêu cuối xong rồi lướt chiêu hai hất tung chiêu một luôn. Thế mà cuối cùng thì lướt chiêu hai được, chiêu một không hất tung được, hơi bị xàm luôn phát đấy. Người ta gọi là sai quá sai rồi các bạn. Sai à? Đúng rồi, sai quá sai rồi bạn ơi. Mình sai quá sai đó. Cuối cùng bây giờ bạn ơi, đừng anh Văn Long ơi. Anh Văn Long ơi. Trời ơi, em bị người ta cãi hết mạng rồi. Thế mà cuối cùng anh vẫn ăn quái của em được à? Thế em biết sống làm sao? Đây. Được rồi, mình sẽ lên mình lấy mạng, lấy lại những gì đã mất. Chết nè. Ấy trời, lên trời. Chạy đâu? Ai ạ, hất tung luôn à. Tớ cho bạn biết thế nào. Rồi xong luôn, quéo con cua luôn. Lại hỗ trợ luôn. Ôi trời ơi, hết ra ăn quái rồi, tới Ma Lốc ăn quái. Mạng thì đồng đội mình nó ăn hết trơn. Ôi trời ơi, đời nó khổ quá các bạn ạ. Người ta gọi là quá đen. Ôi trời ơi, bé khỉ. Á à, đủ, ui choáng ghê thế. Ui trời ơi. Bị chậm một bước các bạn ạ. Thật sự ra vào đó là mình, nếu mà mình bật chiêu cuối được là mình sống. Mà mình không bật chiêu cuối được, mình bật chiêu cuối lúc cuối là quá muộn rồi. Mê không ăn mạng được, cái vế luôn. Đã vậy đồng đội mình nó còn ăn quái của mình nữa, mình biết khóc cùng ai bây giờ? Anh khóc rồi, khóc thần rồi. Em ơi, em đã đi rồi, sao anh còn chờ? Em mới nêu đôi ta, chuyện nơi chỉ thế thôi. Em có đến bên ai, em có thêm một ai? Ôi trời ơi, giật sao đi? Ô, cái gì mà giật như thằng động kinh thế này? Làm ăn thế này thì chết nhau không cơ chứ. Ôi giời ơi. Cậu nó sấy kìa, nó sấy cứ như mưa ấy kìa. Ôi giời ơi. Chơi nó này. Quýnh nó đi anh em ơi. Ôi giời. Chơi nó. Cơ hội của mình ăn mạng đây đấy. Giời, Ma Lốc chết rồi. Thế thì anh nào mà dám KS à? KS mạng của em. Ôi giời ơi, thế này thì ngon quá. Đấy, KS hộ cái. KS đi. Bậy quá bậy rồi. Nếu mà các bạn ấy gọi là KS mạng thì mình không có nói. Nhưng mà các bạn ăn quái của mình là mình phải nói rồi các bạn. Không thể nào mà để được. Tệ lắm luôn ý. Đồng đội gì kỳ. Ăn ai có quái là cả mối gia tài rồi đó các bạn. Các bạn có thấy rằng tiền của mình ít nhất tem không? Không phải ít nhất tem mà nó đứng ở tầm giữa thôi. Đi rừng mà ít tiền nhất tem nhưng mà thua. Quá thua luôn. Mà trong khi đó Nagaro trong tay của mình đâu có phải dạng vừa đúng không các bạn? Mà nó dạng rất là to luôn. Dạng rộng ra mà có phải dạng vừa đâu. Ôi giời ơi. Trời ơi. Chị ơi làm gì mà căng thế? Em mới muốn lửa hai đường cơ bản thôi mà. Bé Hảo chơi thế mà mấy bạn ấy cứ gắt cơ. Ui đúng rồi. Chơi này, chạy được nào. Hello Maza. I am Nokarat Nakarot. Piu. Trời ơi muốn cho. Ôi giời. Piu. Ôi giời ơi, vỡ mồm con chết rồi anh ơi. Vỡ mông có chất sơm đánh ơi. Ui giời. Để mượt lướt cứ như là vậy ạ. Trong nghề có khác các bạn ạ. Đúng là tướng tủ nó ra mắt trang phục. Cảm giác nó dịch đến đá. Quá đi đấy mà. Mình nói thật nha các bạn, mới một kiểu như này nha. Nếu các bạn chơi Nakarot hay ấy, các bạn leo rank rất là nhanh. Không, đấy là mình nói thật. Thời điểm hiện tại bây giờ Nakarot không yếu. Nó không quá mạnh nhưng mà nó không quá yếu. Nếu các bạn biết chơi Nakarot. Đấy, các bạn chỉ cần chơi giống mình thôi, không cần gọi là giỏi hơn mình đâu. Lên cao thủ nó là chuyện đơn giản nhân cháo. Đấy, đảm bảo 10 ngày không lên thì 1 tháng chắc chắn đấy các bạn sẽ lên. Loại đoái, oái dạ. Trời ơi, không đúng đám các bạn ạ. Mẹ cay thế nhờ, lệnh bài phong thần ở đâu ra đây cơ chứ. Khổ tiệt tôi luôn ý. Ăn được hai mạng quá bèo. Thật sự là quá bèo nhèo so với một con tướng Nagaro với trang phục đẹp như thế này. Mình không chấp nhận được với cái số lượng hai mạng này, mình phải cố ăn hơn. Đây. Mọi người xem mình xử lý vị tướng ngũ khí này. Hai cái bùa cho đây. Chạy đâu? Ôi trời ơi, bay vào thôi. Các bạn thấy mình combo đẹp không? Đố mà khỉ chạy được vào đấy. Combo đến mức độ mà đố mà đánh chạy được luôn.
mình khẳng định với các bạn là không chạy được qua đấy luôn. Tại vì với cái chiêu 2 mình lao vào hất tung cái chiêu 1. Hất tung cái chiêu 1 là Ngộ Không nó sẽ không sử dụng được cái chiêu gì hết. Đến khi hết thời gian chiêu 1 mình bật thêm cái chiêu cuối là trong cái thời gian nó Ngộ Không không thể nào chạy được trừ khi có tốc biến. Bạn ấy mới có thể tốc biến ra thoát khỏi cái tầm hất tung của mình. Hất tung thêm cái chiêu cuối thì bạn ấy làm gì còn răng mắn cháo nữa. Còn răng đâu mắn cháo nữa. Đúng không các bạn? Răng đâu mắn cháo. Cháo này, răng này, chơi nó luôn này anh ơi. Chơi nó luôn anh ơi, chơi nó luôn anh ơi, chơi này, chơi nó luôn em ơi. Chơi luôn em ơi, chơi luôn em ơi. Ui giời ơi, ui giời ơi. Chơi nó luôn anh ơi, quậy lên anh ơi. Mình sẽ bắn này đi lên cho nó hay có luyện thịnh nộ hút máu cái. 4 kill đấy các bạn, 4-1-4 đấy, tại vì đồng đội mình đóng đầu nó gọi là KS mạng này. Cái thứ hai là nó ăn quái của mình, đâm ra mình bị phế chứ. Không thì mình đánh cái nó cũng sử nó dùng vào phế nên mình cũng không phải phế đến mức độ phế nhất tem được. Kể cả mình thua thì mình cũng phải gọi là chùm. Đấy. Chơi lại Ngộ Khế. Bé Khế. Trời ơi đập cái gì đây? Ui giời. Lại xém chết các bạn ạ. Nó lập lầm cho hắn mình không bật được chiêu ấy, xém teo ấy. Ui giời, không nên coi thường Ngộ Khế nha các bạn. Nói gì nói kể cả mình xanh hay không rồi không, nhưng mà mình không nên coi thường nó. Mình cảm thấy hơi sợ ở đây. Tới xém với KS được mạng rồi. Các bạn đang xem clip của mình, đăng ký kênh và like ủng hộ giúp mình với nhá. Mọi người xem mình xử lý John này. Này thì John với chúng tôi này. Cái đỉnh mạnh. What the hell, sao con này không ăn được mạng? Mọi người, mọi anh làm gì thế này, chết em rồi. Đậu xanh thế không ăn được mạng à? Ôi ôi chết chắc rồi. Trong phục chương 1 nó đập xuống trông đẹp nhá các bạn. Có cái này chương 1 mình lướt hất tung đợt đầu đúng không? Nó đập xuống này đó, nhìn chỗ cái đầu nó vàng khe. Trời ơi. Phê quá. Đã quá các bạn ơi, cái này không làm chụp clip rồi. Ôi cho các bạn xem cho nó chán chê mê mệt thì thôi, tiếc lắm luôn ấy. Các bạn xem clip nhiều Nagarok của mình, các bạn sẽ gọi là chơi Nagarok tốt hơn, mình khẳng định với các bạn luôn. Trang bị thì mình nói rồi đấy, còn quan trọng là cách di chuyển, cách chơi thôi. Khi mà các bạn xem clip của mình đảm bảo với các bạn sẽ chơi Nagarok gọi là cảm giác nó sẽ hay hơn nếu các bạn không xem. Nếu các bạn thích có thể vào kênh YouTube của mình tìm những clip gần đây nhất của mình, nó sẽ hợp với meta hơn là những clip trước đây. Nhưng mà chơi clip nào cũng được thôi, quan trọng là cái cách đánh. Đó, cách đánh của mình là chính là phải nhanh tay và lẹ mắt. Mình phải lướt lên lướt xuống, đôi lúc mình Nagarok mình chơi mình có thể trêu người ta bạn rất là vui. Đó là cái lý do mình rất là thích chơi vì thường Nagarok ở điểm đấy đó bạn. Các bạn chết sạch luôn, bồ tôi nó không cho tôi cơ hội tỏa sáng trận này luôn. Tiếc quá các bạn ạ. Thôi kệ, không sao. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều khi đã bỏ thời gian theo dõi clip của mình nha. Đừng quên cho mình một like, đăng ký kênh. Các bạn có muốn xem clip về vị tướng Nagarok quán quân nữa không nè? Có thì comment đi, mỗi ngày một clip chơi dễ nhuần cháo mà.